Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh tập luyện cùng với Thủy và team của Fit You. Ngày hôm nay Thủy và Tú sẽ đem đến cho mọi người một bài tập toàn thân. Của mình để kéo cổ vai đầu. Người nhìn anh chàng này đó, anh bảo là mệt quá, là mệt luôn. Như thế nào nhỉ, mệt như thế nào? Mệt vao luôn mọi người đấy. Vao luôn đấy. Thế nên là đừng nghĩ là chỉ cái bài tập toàn thân mà không mệt nhá, mệt cực luôn. Cứ tập thử mà xem. Bây giờ lau mồ hôi này, quay trở lại luyện tập cùng với Thủy và Tú luôn.
nhấc hai chân của mình lên, đẩy dây chân ra, co về, được chưa ạ? Bắt đầu luôn nào. Lên. Tí nữa là khi mà chúng ta sang động tác tiếp theo ấy, là Thủy với Tú sẽ đối mặt với nhau. Đó. Cứ làm chậm theo tốc độ của bạn nhé, không nhất thiết là phải làm theo tốc độ của huấn luyện viên, được chưa ạ? Mệt thì chúng ta nghỉ một xíu, sau lại cập cùng với huấn luyện viên, được chưa ạ? Chứ đừng tắt video nhé. Uổng công Thủy làm cho mọi người. Đấy, nhân vật thanh niên trai tráng đã đau rồi kìa. Thở ra, hít trở về, thở ra. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Một cái nữa. Rồi, nghỉ 10 giây nào. Chuẩn bị tiếp nào. Bắt đầu nhá. Xuống này, bật chân ra, lên, nhảy. Cứ làm chậm thôi. Chỉ biết là mọi người bắt đầu mệt rồi, nên cứ làm theo tốc độ của mình thôi, được chưa ạ? Chúng tôi đang tập cùng bạn, đừng phụ lòng chúng tôi. Follow đi nào, ấn like đi nào, chia sẻ cái video này đến mọi người đi nào, lan tỏa cái tinh thần tập luyện này. Lên, tiếp tục, lên, bật, lên, một cái lần nữa, một chiếc cuối cùng. Anh chàng này đang rất mệt. Đấy, nó phê rồi đấy. Tập với Thủy không nước nôi, không phê, không quý. Nào, hai chân bật. Nhẹ nhàng và chậm từ từ thôi, tùy theo tốc độ của mình. Đánh thêm cái tay. Thủy và Tú đang đầm đìa mồ hôi này. Các chị em thì sao? Đã đầm đìa chưa? Tập tụt cả mic, tụt cả tóc luôn. Có chị em nào gầy thụt quần luôn chưa? Comment xuống, comment xuống. Để lại hình ảnh nào. Có quà luôn. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Còn một động tác nữa nha. Nào, đi xuống quát, lên đá chân, xuống quát. Cố lên mọi người. Thủy biết là mọi người mà đã đi đến đây cùng với Thủy và Tú ấy là đã mệt rồi, nên là
Ui tuyệt vời luôn mọi người. Chúc mừng bạn, chúng ta vừa trải qua cái bài tập mệt vao luôn mọi người. Đấy, quá mệt luôn, mồ hôi mồ kê đầm đìa, chỗ nào cũng đau, chỗ nào cũng mỏi. Đó. Còn chị em nào mà có thêm những cái cảm nhận nào hoặc cảm thấy cái bài tập này chưa đã, hãy để lại những cái bình luận, những comment ở dưới để Thủy được biết, để ra bài tập đã hơn cho mọi người nhá. Và nhớ là đăng ký khóa học cùng với Fit You để chúng ta có thể đồng hành, trở thành học viên, trở thành huấn luyện viên của team Fit You và lan tỏa cái giá trị tốt đẹp về sức khỏe này cho tất cả mọi người trong cộng đồng Việt Nam nhá. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!